Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ là một trong những địa phương có diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án đường 379 nhiều. Và thời điểm hiện tại, xã đang tập trung cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đường 379 qua địa bàn xã Yên Hòa có chiều dài gần 1 km, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 3,7 ha. Đây là đất nông nghiệp của 92 hộ dân, tập trung chủ yếu tại thôn Khói Nhu 2. Hiện tại xã Yên Hòa đã hoàn thành việc tổ chức họp dân, tiến hành kiểm đếm đất đai, cây cối, tài sản trên đất. Hầu hết cây nông nghiệp trên đất thu hồi đều đã cho thu hoạch, là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. Do đó, xã Yên Hòa đã tập trung tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và đồng thuận. Hiện nay, hộ dân ở xã Tân Dân, huyện Khói Châu thuê đất công của Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa để được ứng tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công. Trong thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.